Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay là ngày 17 tháng 7. Và đây là hình ảnh mới nhất vào buổi sáng ngày hôm nay. Tất cả mọi người thấy rằng là hai bên đường thì xe chật kín hết mọi người ạ. Đó, xe kín hết hai bên đường mọi người nhá. Em sẽ cho mọi người xem là hình ảnh đây là vào buổi sáng ngày hôm nay á. Mọi người, tất cả mọi người đều mong muốn là sẽ gặp thầy Minh Tuệ. Đó, mọi người ai cũng mong muốn rằng là hôm nay sẽ được gặp thầy, rồi là sẽ được nhìn thấy thầy. Thì em cũng đang quay cho tất cả mọi người xem ở đây là mọi người thấy rằng hai bên này, đó, xe kín hết. Bởi vì là mọi người thì ngày hôm nay thì mọi người đến rất là đông, nhưng mà đến đông như vậy không biết là thầy có đi khất thực hay không mọi người. Bởi vì mọi người đến quá đông như vậy thì em sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Chưa chắc là thầy sẽ đi khất thực đâu. Đó, bởi vì mọi người thấy rằng là ở đây là 2-3 hôm nay là xe đông kín mít hết. Nói chung là đây mọi người thấy trời thì chưa sáng nhá, bây giờ mới có 4 giờ sáng thôi. Nhưng mà mọi người có thể thấy được rằng là ở đây là đường nó đông đến cỡ nào. Đó, mọi người muốn di chuyển vô bên trong mọi người thấy rằng là rất là khó. Bởi vì ở đây là mọi người thấy rằng là xe đã kín hết rồi. Đó, muốn đi vô bên trong hình như là cực kỳ khó. Tất cả bà con ở đây thì ai cũng mong muốn là sẽ được gặp thầy, rồi là nhìn thấy thầy. Nhưng mà mọi người thấy rằng là ở đây là xe kín hết hai bên đường, rồi đi vô trong nói chung là cũng khó. Khó có thể là đi được. À, khắp các tỉnh thành thế rồi về đây mọi người. À, nói chung là mọi người có ý thức một chút mà đứng sang hai bên cũng như là không ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự thì chắc chắn là ai cũng sẽ gặp. Nhưng mà nếu như tình trạng mọi người thấy rằng là nó đông như vậy, xe cộ rồi đông như vậy này mọi người thấy không? Này, chen chúc nhau không đi ra được. Thì để mà dô đảnh lễ thầy gặp thầy thì chắc chắn với mọi người là rất là khó. Và cũng sẽ không thể nào đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở khu vực nhà thầy. Mọi người thấy không? Đây là cái con đường mà đi vô cách cả một cây số. Nhưng mà em sẽ quay cho tất cả mọi người xem ra là hình ảnh buổi sáng ngày hôm nay á, là cái lượng người đến đây đông như thế nào. Không có xe. Mọi người thấy không? Cần một hai cái xe để đi này. Lên. Trời ơi, em nói mọi người là kín hết luôn. Từ đầu đường này đi vô là mọi người thấy rằng là bà con thì cũng đã đậu xe kín hết. Ở đây em nghĩ rằng là chắc phải cả nghìn cái xe. Đó, khắp các tỉnh thành. Hôm nay nghe bà con ở đây nói, mọi người nghe thông tin đây là khắp các tỉnh thành đổ về đây. Bởi vì đâu có phải là ở nguyên là Gia Lai đâu mọi người. Có các tỉnh thành như là ở trong khu vực phía Nam. Đấy, bây giờ xe đã vô rồi là không có ra được nữa. Bởi vì là không có đủ đường để là xe ra. Đó. Xe đậu kín hết hai bên đường. Thì mọi người thử nghĩ coi. Xe đậu như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đó, bà con cũng sẽ không thể nào mà di chuyển vô được. Đây. Đó, mọi người thấy tình hình xe đông ghê không? Đó, kín hết đường đó mọi người. Đó, để cho mọi người thấy ha. Đây. Cho mọi người xem này. Trời ơi, kín hết người luôn. Ở bên trong cái đông anh. Trong cái đông anh. Vâng. Trời ơi, kín hết người. Mọi người xếp hàng à anh? Ui, hôm nay mọi người thấy là tình hình ở đây là hôm nay là hỗn độn. Quá nhiều xe xếp sang hai bên, nghĩa là xe mà đã đi vô rồi là không có ra được. Bây giờ ở trong này mà xe nào muốn ra là rất khó. Mình không có đi ra ngoài được. Thầy đâu có định thật đâu, có gì nó lại cả thật bằng dần. À, vậy là hôm nay cũng nghe là thông tin là hôm nay là thầy sẽ không có đi khất thực. Bởi vì là ngày hôm nay mọi người thấy rằng là bà con đang đi ra đi vô rất là nhiều. Bởi vì khi mọi người mà tập trung quá đông như vậy thì sẽ không có đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Đó, đây là thầy sẽ không đi khất thực ngày hôm nay. Để cho mọi người thấy được hình ảnh mới vào buổi sáng ngày hôm nay mọi người nha. Đó, xe cộ ở đây thì quá nhiều. Đó, hai bên đường xe cộ quá nhiều. Đó, bà con tập trung ở đây rất đông, đến đây từ rất sớm rồi. Bây giờ hình như là muốn đi ra ngoài cũng rất là khó mọi người ạ. Đó, đây mọi người thấy không? Khu vực ngã ba này. Đây là khu vực ngã ba mọi người nhé. Đó, ở đây thì có bán xôi, có bán đồ ăn. Đó, mọi người thấy không? Vô đây, okay. Đây. Rồi, đây mọi người thấy này. Đó, ở đây bà con rất là đông. Đấy, cho mọi người thấy tình hình buổi sáng ngày hôm nay. Ai cũng muốn đến đây đảnh lễ. Đó, gặp thầy này. Đó, để cho mọi người thấy tình hình ở ngã ba này, mọi người thấy không? À, hôm nay mọi người thấy rằng ở đây, khu vực ngã ba, ok. Đó, hôm nay nghe đâu thầy không đi khất thực. Đó, em cũng sẽ cho mọi người thấy hình ảnh mới buổi sáng ngày hôm nay này. Đó, ok. Mọi người thấy không? Tình hình buổi sáng này. Đó, rất là đông nha. Đó, hôm nay thì nghe đâu là thầy không có đi khất thực. Đó, mọi người thấy không? Bình thường là ở bên trong này sẽ xếp hàng này. Đó, nhưng mà hôm nay thì không có xếp hàng. Nghe đâu là hôm nay thầy sẽ không đi khất thực. Đó, không đi khất thực mọi người nhá. Đây, hôm nay cũng nghe anh em thông báo này.
là thầy hôm nay không đi khất thực, bởi vì là bà con ở đây đến hôm nay là quá đông đó. Ngay đâu là hôm nay là thầy không có khất thực mọi người nhé, chắc là bởi vì tình hình đông quá mọi người thấy không, do là người dân ấy, người dân đến đây là quá nhiều rồi, là có thể là ảnh hưởng đến nghe đến trật tự đó, nên là thầy hôm nay không đi khất thực đó. Không biết là hôm nay là tình hình như thế nào, nhưng mà chỉ muốn nói với tất cả mọi người là do là người dân hôm nay quá đông đó, người dân quá đông thì có thể là người dân đông quá thì sẽ không thể nào mà thầy đi khất thực được mọi người đó. Khu vực bên trong rồi này, để em tôi đây em cho mọi người xem một chút này đó. Nghe đâu là thầy bảo là hôm nay là không đi khất thực nên là người dân không có xếp hàng rồi, thấy không? Chứ bình thường thì ở cái khu vực này này là mọi người đến đứng ở đây đông lắm này đó, đứng ở đây rất là đông, nhưng mà hôm nay thì không có đi khất thực nên là bà con cũng đã dồn nó cùng bên ngoài này đó. Ngã ba đây mọi người đó, ngã ba mọi người đứng rất là đông. Chúng ta đang ở phía đó, còn khu vực này bình thường người đấy à. Tôi muốn chơi hôm nay con các buổi sáng ấy, đó, rất là đông mọi người nhé. Đó, trong này người ta không có xếp hàng nhé. Đó, bình thường nếu như mà thầy đi khất thực thì trong này sẽ xếp hàng. Đó, bà con sẽ đứng ở hai bên đường. Nhưng mà hôm nay nghe đâu là thầy không đi khất thực nên là ở đây thì mọi người cũng đứng ở ngoài này rất là đông. Đó, nghe đâu mọi người cũng chia sẻ rằng là thầy hôm nay không đi khất thực bộ hành nên là bà con cũng đi về rất là nhiều. Mọi người thấy không? Ở bên trong này. Đó, bình thường ở khu vực này này, để em cho đây một xíu này. Cho đây một xíu cho mọi người xem một xíu ha. Đây. Đây. Đó. Bên trong này thì hôm nay thầy không đi khất thực nên là mọi người thấy là cái đoạn đường này đi rất là dễ đi nha. Hôm qua là mọi người thấy là cái khu này này là kín hết. Đó, tất cả bà con là đi kín hết. Khu này hầu như là không thể nào đứng được. Nhưng mà hôm nay thầy không đi khất thực nên là mọi người thấy rằng là tất cả khu vực này. Đó, mọi người thấy không? Tất cả khu vực này thì là bà con không có đứng. Đó, mọi người thấy chưa? Chứ bình thường là em nói mọi người khu vực này là mọi người đứng kín hết, bởi vì đây là cổng công ty anh Tuấn này, đây này. Đó, công ty anh Tuấn này mọi người này. Thấy chưa? Đó, đây là công ty của anh Tuấn nhá. Đó, bà con ở khu này thì mọi người thấy là đứng đông, bởi vì là nghe đâu thầy có đi khất thực ấy. Nên là tất cả bà con cũng không có đi vô trong mà chỉ đứng ở bên ngoài. Đó, cho mọi người xem hình ảnh mới nhất vào buổi sáng ngày hôm nay thì cũng nghe được thông tin là hôm nay là thầy không có đi khất thực nên là bà con này cũng chỉ đứng ở bên ngoài thôi, đây này. Đó, cho mọi người thấy này. Đó, đứng ở bên ngoài thôi. Đó, không ở bên trong mọi người thấy không? Bây giờ thì trời cũng đã gần sáng. Đó, đây, mọi người thấy không? Nè, trong này thì bà con đứng đông. Chứ bình thường mọi người thử nghĩ coi cái con đường này là xếp hết sang hai bên, đúng không? Kín hết sang hai bên. Còn hôm nay không có đi vô bên trong được. Không thầy có đi khất thực nên là bà con không có ai cả. Đó, đây là khu bên trong này. Em cũng để cho mọi người xem hình ảnh mới buổi sáng ngày hôm nay á. Đó, khu vực ngoài này. Đây, đó, ngoài thì thế nhá mọi người nhá. Ngoài này thì bà con cũng đứng rất là đông. Và cũng đứng ở ngoài ngã ba thôi, không có xếp hàng. Chứ bình thường khu vực này là mọi người thấy không? Đó, xếp hai hàng sang hai bên. Và thầy sẽ đi bước ra vào tầm 6 giờ sáng. Nhưng mà hôm nay mọi người thấy mới có 5 giờ thôi. Nhưng mà khu này cũng không có người. Đó, bên trong này. Tí nữa em sẽ đi vô bên trong để em quay cho tất cả mọi người xem nha. Cho mọi người xem hình ảnh mới cũng như là để xem là sáng ngày hôm nay thầy có đi khất thực không ấy. Đó, rồi bên ngoài này thì cũng đông người lắm. Đó, cũng để cho mọi người xem này. Đó, bà con cũng đang đi vô vì nhiều người cũng chưa tin. Nhiều người cũng chưa tin là bảo là chắc là thầy vẫn đi khất thực. Nhưng mà buổi sáng đâu có ai đâu. Đó, buổi sáng này không có ai cả. Đây, mọi người thấy không? Thầy không đi khất thực nhá. Hôm nay là không thấy thầy, không có thầy đi khất thực. Không biết là như thế nào đó, nhưng mà ở đây ngã ba này mọi người thấy không? Bình thường là ngã ba này này sẽ kín hết người, nhưng mà ở đây thì mọi người thấy à. Đó, chỉ có vài anh em thôi. Đó, mọi người cũng đứng ở đây để gọi là mong muốn là sẽ đảnh lễ thầy, mong muốn gặp thầy. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy con đường đi này. Đó, tất cả các hàng quán, bà con ở đây cũng đứng rất là đông. Thế thì rất sớm rồi. Thế nên sớm để gặp thầy nhưng mà chắc là cũng chưa gặp được, bởi vì là mọi người thấy rằng là bình thường thì buổi sáng nay thì thầy sẽ đi khất thực vào lúc tầm 6 rưỡi sáng. Đó, nhưng mà hôm nay thì bà con đang đi bộ và rất là đông, nhưng mà nghe bảo là không khất thực nên bà con cũng quay về. Đó, hôm nay là thầy hôm nay không có thầy hôm nay thầy không đi. Hôm nay là thầy không có. Dạ. Hôm nay là thầy không đi khất thực đâu. Bà con hôm nay là không có duyên để gặp đâu. Dạ. Bởi vì là hôm nay thầy không có đi nhá, nên là mọi người không có. Thầy không có đi đâu. Đông quá hay là sao hay là nhiều lý do nên là bà con chỉ mọi người không gặp được thầy đâu nhá. Vâng, vì 0977 988 226. Rồi, nhá qua đây nhá. Em ơi, sáng mai thầy gặp thầy. Rồi, em còn 6 mai cũng có à? Thế sao lại biết mai không? Không, nói chung là bây giờ chưa biết thầy hôm nay không đi. Rồi, thầy mọi người chắc chưa đủ duyên gặp thầy đâu. Hôm nay thầy không đi đâu mọi người nhé. Thấy không, nhìn thấy không? Dạ ok, rồi cho tất cả mọi người xem hình ảnh buổi sáng ngày hôm nay này. Đó, thầy sẽ không đi khất thực vào ngày hôm nay. Nghe được thông tin là bảo là thầy không có đi khất thực. Đây là để thông báo tất cả mọi người biết nha.
là thầy hôm nay không có đi khất thực, không có đi bộ hành ra khu này. Đó, để cho mọi người biết. Rồi. Bánh bao. Rồi. Là thầy không có đi khất thực nhưng mà bà con vẫn di chuyển vô. Đó, để cho mọi người biết vì tình hình hôm nay là quá đông, xe đến quá đông thì thầy không đi khất thực mọi người nhé. Để cho mọi người biết tình hình mới nhất vào ngày 17 tháng 7. Đó, bà con bình thường đứng hết ở con đường này nhưng mà hôm nay thầy không đi khất thực nên là con đường này cũng khá là trống. Đó. Đó, để cho mọi người xem này. Khu vực bên ngoài này thì bà con cũng đang di chuyển vào rất đông. Nhưng mà ai mà chắc là chưa đủ duyên không gặp được thầy đâu. Hôm nay là thầy không có đi khất thực nên là để cho mọi người thấy. Đây, xe vào rất là đông. Đây, cho mọi người thấy đây. Đó, khu vực này mọi người thấy là xe vẫn đang di chuyển vô nhá. Xe vẫn đang di chuyển vô. Mọi người thì ai cũng muốn mà gặp để đảnh lễ thầy. Nhưng mà để cho mọi người biết rằng là hôm nay thầy không có đi khất thực và chắc chắn với mọi người rằng là bà con cũng rất nhiều người đến đây. Thì cái tình hình an ninh trật tự mọi người thấy không? Xe cộ rất là nhiều. Rồi còn chưa kể là khi mọi người tập trung về đây quá nhiều nó sẽ ảnh hưởng đó đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Đó nên là để cho mọi người thấy rằng là có thể là thầy hôm nay không đi khất thực về cái lý do đó. Đúng không? Có thể vì một cái lý do nào đó mà thầy không đi khất thực thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà chỉ biết cho với tất cả mọi người là hôm nay là thầy không có đi khất thực. Đó, và mọi người thấy rằng là ở đây là khắp các tỉnh thành đổ về. Đó, để cho mọi người xem ra tận đầu đường luôn. Là cái xe nó đông cỡ nào. Nha. Em vô cái đón người ta. Đó, mọi người thấy chưa? Xe đi ra này. Tất cả mọi người cũng đang chạy xe ra phía ngoài này. Mà xe bên ngoài này thì kéo dài phải tầm cả vài cây số. Chứ nó không phải là ở khu bên trong kia. Nhưng mà hôm nay thầy không đi khất thực nhưng mà bà con ở đây có người vẫn chưa biết. Nên là vẫn đang chạy vô. Nhưng mà chắc chắn với mọi người rằng là hôm nay thì thấy cái tình hình của sáng ngày hôm nay. Đó. Hôm nay là mọi người cũng không có xếp hàng ở trong nữa bởi vì là thầy không có đi khất thực đâu mọi người. Mọi người cũng giữ tình hình nó trật tự đây này. Xe cộ tùm lum hết là đứng ở đây này. Rồi ok em chào nhá. Rồi. Cho mọi người thấy này. Đó. Tình hình buổi sáng ngày hôm nay là xe cộ đi vô rất đông. Như vậy thì mọi người có thể thấy rằng là xe đi ra không được nhá. Bây giờ là xe đi vào không được mà ra không được. Hôm nay là thầy cũng đi khất thực, mọi người cũng không có gặp được thầy. Ngày hôm qua thì rất là đông, hôm nay là càng đông hơn nữa. Bởi vì mỗi ngày thì người dân sẽ đổ về đây rất là đông. Đây, cho mọi người thấy này, ra tận đầu đường này, khu vực phía ngoài này. Đó, để cho mọi người thấy là tình hình buổi sáng nay như thế nào. Đó. Đây, mọi người thấy xe kín hết luôn. Các bà con là vẫn đang di chuyển vô trong để mong muốn là sẽ đảnh lễ và là gặp được thầy Minh Tuệ. Rồi đây mọi người thấy, đây là tận đầu đường cho mọi người thấy này. Đó, tận khu vực đầu đường để cho mọi người thấy là hôm nay thầy cũng đi khất thực nên là bà con cũng đang đi vô trong nhưng mà chắc chắn đấy mọi người là hôm nay không ai gặp được. Hôm nay thầy cũng đi khất thực đâu? Sao biết? Thì đấy chắc chắn là như vậy nên là mọi người thấy. Đó, thì ở phía phía ngoài này mọi người thấy không? Là xe rất là đông nhưng mà hôm nay tất cả mọi người đều biết là hôm nay thầy không có đi. Và sáng nay thì mọi người cũng biết rằng là tình hình ở đây rất là đông bởi vì bà con rồi về đây quá nhiều khắp các tỉnh thành. Đó, khắp các tỉnh thành này. Rồi đấy, để cho em sẽ đi vô bên trong này cho mọi người xem nhé. Rồi chắc là cái video sau thì em sẽ quay cho mọi người xem dài hơn. Đó, video này em quay cho mọi người xem cái khúc ngoài thôi. Đó, rồi em sẽ chia sẻ thông tin mới nhất ngày hôm nay mà lý do sao thầy không đi khất thực ấy để cho mọi người biết. Đó, để cho quý vị khán giả nào mà thắc mắc thì có thể là xem trên kênh của em mọi người nhá. Rồi, chào tất cả mọi người nhá.